gì? Kêu nó đang hung nha, sau lưng anh, sau lưng anh, sau lưng anh á. Đó. Nào. Làm rồi gây sát khổ luôn ông nội. Không có đâu Đạt ơi, có gì đâu, thấy anh đang ở ngoài nhà thành phố mà. Ma đây, ma đây. Hồi nãy đó chỗ nhà thờ Đức Bà thì không có gì đó, đi ra nhà thành phố chơi đâu có gì đâu. Nhà thờ Đức Bà đâu có gì đâu, nãy nhà thờ Đức Bà đã đi ra rồi, không có gì hết. Mọi người dân đang đi chơi rất là vui vẻ nè. Ở ngay đây là chỗ đây là nhà hàng thành phố. Đây đang là nhà hàng thành phố. Mọi người đang đi chơi vui vẻ, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Anh hồi nãy có đi ngang qua nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Đức Bà không có gì đâu. Có. Không có được, có nhà thờ Đức Bà cũng cả 5-6 chiếc xe buýt gì. Nhà thờ Đức Bà thì có 4-5 chiếc xe buýt đang đợi đó đó. Thì mấy anh que nào thích thì cứ ra đó. Có 4-5 chiếc xe buýt với xe mà VIP á. Nữa.
Anh chở em đi anh bạn. Thôi để thôi thôi được rồi, đem chở cho tạm dừng cái like này lại đi, rồi hồi nữa rồi có gì rồi lên tiếp nha. Chào mọi người.